Canon AB2770 nha. Đang làm lễ giữa phần 1 đang có điện thoại nên vừa cho tiếp tục cái video thứ hai này, gắn mực thải vào dòng máy này. Mình cho tháo ra. Bên này chúng ta lên được rồi, ta còn hướng bên này nữa. Để tôi đặt cái điện thoại lên cho anh diễn. Mọi người nhớ xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn muốn mua máy thì liên hệ số điện thoại bên dưới. Mọi người mua máy, mọi người bảo người ta gắn luôn cái gì đó một thải cho mình luôn nha. Chứ để chúng ta về chúng ta làm nó hơi bị lập chậm nha. Con ốc phía sau này nha, mình ốc bên này mình đút vô đây giúp nha. Đây con ốc này nè. Rồi giờ chúng ta nhìn cái bộ phận nó bên trong nha. Rồi chúng ta tháo này rồi. Mọi người nhớ để cái hũ ốc này nha. Rồi nhớ để cái hũ này để chúng ta nhớ và chúng ta gắn lại nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tháo ra để chúng ta coi cái bộ bơm của nó nha. Tháo ốc này, cái ốc này nó nằm dưới cái cụm này, chúng ta phải tháo cụm nó ra chúng ta mới thấy được. Rồi ốc bên này nữa nha. Đây ốc này nè. Thì nó rớt lên đèn. Máy này là máy mới nha mọi người, tôi tháo ra để hướng dẫn cho mọi người thôi. Tí nữa gắn lại nha. Chứ còn bình thường thì máy nó không có hệ thống mực rồi thì chúng ta tháo nha. Rồi chúng ta coi cái mực thải nha. Ta để ý nha. Tháo ra luôn. Tháo hai ngóc này nữa nha. Rồi nhớ xem được video thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để mình làm thêm video hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt sử dụng và lắp đặt luôn. Chúng ta tháo lấy này. Có cái cục này chúng ta rút cái này ra nha. Ừ. Rồi khi chúng ta rút chúng ta lưu ý nha, dây này nằm bên này nha. Dây này nằm thẳng cho nha, còn cái dây đưa qua đây nè, nằm bên này nha. Đó, mọi người coi tua lại video là mọi người biết. Ta rút ra. Rút ra để chúng ta gửi lên chúng ta cái dây mực thải ở đâu nha. Rồi chúng ta gửi lên. Rồi giờ chúng ta lấy lên được rồi nha. Cái cụm này nè, đó, chúng ta nhìn thấy nè. Nó thải xuống đây nè. Đây là cục xốp nha, đây là xốp mới này, chúng ta không thấy mực được. Bình thường nó cục xốp này nó sẽ chứa mực nha. Mà nếu như nó đầy quá nó sẽ tràn ra ngoài nha. Nó đầy quá nó tràn ra ngoài. Rồi chúng ta thấy cái dây mực thải đây nè. Đây là cái dây mực thải nè, tôi tháo ra cho mọi người coi, chúng ta thái lấy ra nha. Mà lưu ý nha, cái dây mực thải này chúng ta không nên rút ra, rút nó sẽ bị chuột cái vòng tua trong này nha. Chúng ta giữ nguyên nó thôi. Ta đem về chúng ta giữ nguyên thôi nha. Ta đem ra chúng ta giữ nguyên nó thôi.
Rồi chúng ta cắm đây, ta cắm đại đây đây rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ gắn lại nha. Đó, mọi người lưu ý nhìn để tháo ra để cho mọi người tham khảo và kiểm tra vậy thôi, chứ còn không có vấn đề gì cả. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục gắn lại nha. Còn chúng ta gắn mặt thải thì nó cũng nhanh thôi, giờ tôi sẽ gắn lại cho mọi người nha. Nè mọi người lưu ý dây này nằm bên này nha, nhưng mà chúng ta đừng có kéo nó mạnh quá nha, kéo nó mạnh nó sẽ tuột cái vòng tua nha. Tuột cái vòng tua là nó sẽ hút mực ra rất là yếu, hút mực thải rồi. Chúng ta cắm cho chắc chưa nha. Rồi cái cắm vừa như cái khớp rồi chúng ta gắn như lại nha. Rồi chúng ta bỏ xuống thôi, đừng nghĩ nha. Rồi mà chúng ta tháo nào thì vừa chúng ta gắn đó vô thôi, nào tháo sau thì gắn trước. Này nãy chúng ta tháo rồi chúng ta gài lại nè. Ta lấy ra cái dây mực thải ra thôi nha, rồi lấy một dây mực thải ra để chúng ta coi, chúng ta kiểm tra thôi. Ta mục tiêu của chúng ta là gắn cái dây mực thải ra ngoài cho cái máy này. Tại mọi người nhờ làm cái gắn cây và mực thải của máy này lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới có thời gian nên hôm nay mới làm cho mọi người á. Người có xem được video thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn muốn mua máy hay là muốn mua mực gì thì dưới cái video á mình có bỏ đường link để mọi người mua trong đó nha. Trên đó người ta sẽ cung cấp và tư vấn cho mọi người luôn. Rồi mọi người muốn gắn hệ thống mực thải luôn thì alo trước nha, người ta sẽ gắn cho mọi người nha. Tốt nhất là mọi người nên gắn cái dây mực thải ra ngoài để cho nó khỏi thải trong máy, nó khỏi bẩn máy nha. Thải trong đó lâu ngày nó sẽ bị bẩn, nó càng ra là nó ướt, nó hư hết máy. Rồi ta gắn cái này vô xong rồi, rồi chúng ta tiếp tục gắn cái bộ này vô nha. Để chúng ta tháo ra sau rồi chúng ta bỏ vô. Nhận ốc luôn nha. Chỗ này nha, ốc có lò xo này, chỉ cho mọi người ốc có lò xo lồng điện chúng ta bỏ đây nha. Ừ. Để này là để nó đàn hồi khi mà chúng ta kéo đi, kéo cái cụm cây qua lại, nó có lực nó đàn hồi cái cụm cây, nó khỏi bị tức, khỏi bị hỏng. Chúng ta dặn chưa, này mấy anh em kỹ thuật coi cũng được nha, mấy anh em kỹ thuật coi để sửa chữa sau này á.
ta coi chúng ta biết tháo máy rồi chúng ta sửa chữa được luôn. Thì mọi người sử dụng thì cũng có thể coi chúng ta sửa chữa tại nhà, chúng ta khỏi không phải đi máy đi đâu cả. Tại vì máy dòng này nó có mực liên tục nên nó sẽ dễ bị chảy mực. Còn mọi người muốn mua khay hay mua phần mềm reset hay là mua reset mực hay là cái gì thì mọi người liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Bên đó người ta sẽ cung cấp cho mọi người. Rồi, ta gắn cái này vô sau rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục gắn là sao rồi. Cái này gắn. Nhớ lưu ý gắn cái này nha mọi người. Này là sao để ép kéo giấy nha, tức là kéo giấy. Còn mọi người có vấn đề gì không hiểu hay muốn hỏi thì comment phía dưới mình biết, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Còn mọi người có nhu cầu làm thêm cái gì thì mọi người alo nhắn comment phía dưới, mình sẽ có thời gian mình sẽ làm để hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta lắp đặt và sử dụng cái dòng này nhé. Rồi chúng ta gắn cái này, rồi chúng ta gắn cái cảm biến vô luôn. Đây là cảm biến lắp giấy. Chúng ta nhớ gắn cái con ốc ra chỗ này nha. Ốc chỗ này nó giữ cùng cây đây, hồi nãy kêu ốc quan trọng nó ốc cái này. Ốc này ốc quan trọng. Ốc nào ốc quan trọng sẽ nói cho mọi người nha. Cái này giữ liên kết hai cái này lại. Chúng ta gài cái này vô nha. Cái này cũng dễ, nó vô có ngàm, nó vô có khớp, nó có cái lũa. Nó đã nhẹ vậy nó vô. Nhớ cho ta dàn ốc lại nha. Cái con ốc này hướng dẫn cho mọi người đó. Cái video kia đó, thì hướng dẫn cho mọi người. Ta dặn tháo ốc này ra nè, chúng ta gắn lại. Tại vì mình làm vừa qua nó hơi khó, mọi người coi là mình thông cảm nha. Rồi sao chúng ta gắn cái này vô. Nếu xem được video rồi bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi xong, ta gắn vào xong rồi nha. Rồi giờ chúng ta gắn cái dây này. Ta kỹ ta gắn cho cái đường cũ của nó nha. Gắn luôn đi cùng với cái nguồn nha. Cũng nhanh đúng không nè. Sao chúng ta cắm cho nhìn thôi. Người cái gắn mật thải này có hai video nha, tại video nó quay nó một lần nó ốp nó không cho nên phải ốp hai cái video cho mọi người. Mọi người muốn làm gì thêm thì cứ comment phía dưới, mình rảnh mình sẽ làm cho mọi người.
cảm biến nha mọi người, nó từ được từ mới dúng cái gừa mới được. Rồi ra một thả ra nè, gừa chắc chắn thì chúng ta đi yên nhà chúng ta tắt nguồn chúng ta mở nè. Đây là cái dây mật thải nha, để chúng ta đưa ra, chúng ta đục cái lũ, chúng ta đưa ra. Rồi ta cắm dựng nguồn test thử nha. Ta mở nguồn này. Chúng ta mở máy này. Ra kiểm tra coi nó chạy được không. Đó, vậy là chúng ta đã gắn thành công rồi nha. Đó, dây mật thải ra. Dây mật thải ra chúng ta đục cái lỗ, chúng ta đưa cái dây ra ngoài là xong. Rồi, mọi người có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ mình tắt máy nha. Khuya rồi, mình đi ngủ. Mọi người nhờ làm cái này lâu lắm, anh đang có thời gian làm. Này có 2 video nha mọi người. Rồi chào mọi người. Rồi sau đó giờ chúng ta đóng nắp vô là xong.